Đây ở Sala thì hiện nay cái lượng mà nhân công để mà phục vụ cho dự án ấy rất là nhiều. Thì đây là các cái chị là chuyên làm về chăm sóc cảnh quan này. Đây, mọi người thấy rất đông. Đây. Và mọi người nhìn thấy trên áo của các chị ấy là Birin. Thì nếu mà ai đã tìm hiểu về Birin sẽ biết rằng Birin là một trong những đơn vị mà thi công và thiết kế cảnh quan là cho toàn bộ các cái dự án cao cấp ở Sài Gòn. Đó, mọi người xem nhé. Đấy, và ở đây thì dự án rất đẹp bởi vì là có đội ngũ chăm sóc rất chuyên nghiệp ạ. Người thực việc thực. Đấy, còn các dự án nghĩa trang khác khi mà họ không có nghề, không có chuyên môn á, thì cái việc chăm sóc sẽ không được tốt như thế này đâu.